Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của hội, lại tiếp tục những clip về mẹo thủ thuật. Thì hôm nay hội sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm sao chúng ta có thể lấy lại được cái mật khẩu iCloud khi mà chúng ta bị quên nhé. Thì để mà làm cái cách này thì các bạn sẽ phải còn hai yếu tố. Thứ nhất là tài khoản iCloud của bạn vẫn còn sử dụng được, nghĩa là nó vẫn còn tồn tại đó các bạn, nghĩa là nó là một cái tài khoản iCloud, nó vẫn còn tồn tại, nó chưa có bị xóa. Cái thứ hai đó là các bạn phải nhớ được cái mật khẩu màn hình, các bạn vẫn phải sử dụng được mật khẩu màn hình ở trên cái iPhone của các bạn. Đó là hai yếu tố để các bạn làm được cái cách này nhé. Thì mình biết thì nhiều người chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn là không thể nào mà nhớ được cái tài khoản iCloud của mình khi mà các bạn đã sử dụng điện thoại các bạn quá lâu rồi và các bạn không dùng đến tài khoản iCloud, phải không? Cho nên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Và nếu thấy video hay đừng quên bấm like để cho mình động lực làm video khác hay hơn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh nhé để xem những clip mới nhất của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cài đặt nè. Vào trong cài đặt. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái tài khoản iCloud ở phía trên này nhé. Rồi, nhấn vào, sau đó các bạn sẽ nhấn vào mật khẩu và bảo mật. Rồi sau đó các bạn nhấn thay đổi mật khẩu. Ồ, hồi nãy mình để nhập cái mật khẩu màn hình rồi cho nên qua cái bước này nó không có bắt mình nhập mật khẩu màn hình nữa. Nhưng mình thiệt ra tới cái bước này á, trước khi xuất hiện cái bước này thì nó bắt iPhone các bạn, nó bắt các bạn phải nhập mật khẩu màn hình. Thì các bạn nhập vào mật khẩu màn hình vào thôi. Sau đó thì các bạn sẽ ra cái giao diện này để các bạn đổi mật khẩu nè. Rồi thì sau đó thì các bạn sẽ nhập mật khẩu mới nha. Thay đổi mật khẩu thì mình sẽ nhập lại một cái mật khẩu nào đó. Rồi, đăng xuất khỏi các thiết bị khác nè. Đấy, rồi. Thì sau đó nó đang xác minh nè các bạn. Nó bấm đang xác minh nè. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài nhé. Nó đổi mật khẩu rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ vào trong App Store để mà mình kiểm tra lại nó có đổi mật khẩu hay chưa, bằng cách là mình tải một cái game bất kỳ về. Đúng rồi á, khi mà các bạn vào trong App Store, nếu mà các bạn vừa đổi mật khẩu á, thì các bạn sẽ khi mà các bạn tải một cái app về nhé, các bạn bấm nhận nè, thì nó sẽ bắt các bạn phải nhập cái mật khẩu vào, nhập cái mật khẩu iCloud vào. Nhưng mà nếu mà các bạn nó hiện lên thì các bạn nhập vào tài khoản iCloud cái mật khẩu mới vào nhé, cái mật khẩu mà các bạn vừa mới đổi á. Còn nếu không thì nó hiện mã vân tay thì các bạn nhập mã vân tay thôi là nó sẽ tải về cho các bạn. Đấy, thì clip của mình đến đây là đã hoàn thành rồi. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like để mình có động lực làm xem những cái video mới hay hơn, khác hay hơn. Còn nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.